điện video cho em đâu. Mà nay em hỏi á thì mẹ em nói là mượn điện thoại bà hàng xóm gọi. Chị chắc chắn với em á là bọn lừa đảo chứ không phải là mẹ của em đâu. Bởi vì ngày hôm qua các bạn nhân viên ngồi đằng sau với chị nè cũng bị lừa trường hợp y chang giống như em vậy đó. Alo bà. Ồ, nay ba giỏi công nghệ vậy ta. Biết gọi video call cho con luôn. Ủa mà điện thoại ba đâu, ba không gọi mà ba mượn điện thoại ai vậy? Giờ mà con còn chọc ba nữa hả? Điện thoại của ba hư, mà nhà đang có chuyện gấp nữa nên ba mới mượn điện thoại của người ta gọi video cho con nè. Ủa, có chuyện gì ba? Ôi, mạng lắc quá vậy ta. Ủa, sao bên ba tối thui vậy? Ba tắt camera rồi kìa. À, có chuyện gì ba? Ba nói cho con đi, con làm con lo quá. À, bên này mạng kém quá con ơi, nó tự tắt đó. À, mẹ con bà bị bệnh cục tan ác.